Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Vâng, ngay lúc này thì mình di chuyển từ tuyến đường Hà Giang thì mình quay trở về với khu vực mảnh đất Lạng Sơn. Thì trước mặt mình đây là cái cổng chào khu du lịch sinh thái Thác Tiên Nữ. Ở đây thì thuộc huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn nhé quý vị các bạn nhé. Thì ở đây một trong là cái nơi mà khu du lịch cũng rất là nổi tiếng thác ở đây. Thì lời đầu tiên cho mình gửi lời đến chúc sức khỏe đến toàn thể cô dì chú bác và cũng như là mọi người yêu mến, là có một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và xem video vui vẻ nhé. Thì bây giờ mình xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng mình đi vào bên trong thác, khám phá thác ở trong này. Thì mọi người cùng vào đây tham quan cùng mình nhé. Ở đây là nay mình về đây là cũng là hành trình kết thúc ở tuyến đường trên Hà Giang về đây. Đấy. Thì ở đây về cũng may là thời tiết cũng khá là đẹp ở đây. Nhưng mà hôm nay mình thấy vẫn không được đông khách lắm, hay là mình đi ở bờ ngoài này vào thì chưa thấy, nhưng mà mình vào bên trong thác xem là có đông khách đến tham quan hay tắm không nhé mọi người nhé. Đây là một trong những cái điểm thu hút lượng khách tham quan đến trải nghiệm cái mùa nắng nóng này, tắm ở trong này rất là tuyệt vời luôn nhé mọi người ạ. Xung quanh đây thì đây mọi các bác đến tham quan trải nghiệm đây, ăn uống ở trong những cái quầy như thế này mọi người, trong cái gian hàng như thế này. Đấy. Đấy. Phía trên này mọi người đến đây nghỉ ngơi ăn uống ở trên đấy, có thoải mái cái không gian để cho mọi người đến. Còn bên dưới này là cái thác này mọi người nhé. Wow. Cái thác này mình lần đầu tiên mình về đây mình quay review. Người ở đây nhé. Úi ôi. Thấy rồi, chị em ở đây rồi. Đẹp quá. Cái cảnh nhìn ở đây thác chảy rất là đẹp nhé mọi người nhé. Wow. Đấy. Rực rỡ quá mọi người ạ. Đây. Wow. Mùa hè nắng nóng này thì mọi người đến đây trải nghiệm tắm ở đây thì thời tiết quá là tuyệt vời luôn nhé. Ở đó này râm mát này. Oh, hello chị nhé. Đây mọi người nhìn thấy này. Đấy, chị về đây tắm này. Ở đây nghe chừng là nó có rêu này mọi người, rất là trơn luôn nhé, khả năng là trơn đấy. Rồi các anh chị tắm bên trên kia nữa đấy. Đẹp chưa, trên cái hai con công vậy đó, hai con công kia. May quá nay mình về đây thời tiết nó lại đẹp này. Như hiện nay thì ngay lúc này thì mình thấy quan sát là ít người, không có đông lắm. Quá wow, mát thật đấy, nước mát. Này có cháu nhỏ đây tắm đây. Phải nghiêng 180 độ. Mát thế. Ở cái đầu bên trên kia thì nó chảy mạnh hơn rồi mọi người ạ. À, vé vào đây thì 50.000 một vé. Đẹp thế.
Đó, mọi người nhìn thấy là nước chảy theo những cái bậc này, nhìn nó mới đẹp, nó mới phê, rất là phiêu luôn. Ở đây thì nó rất mát, nó có nhiều cái cây cối ở đây, thế là không khí ở đây nó rất là mát mẻ, trong lành. Wow. Ở đây nó gần đường thôi mọi người ạ, ngay đường quốc lộ ở đây. Không khí trong lành mát mẻ này. Hơi ồn một chút mọi người nhé. Nó chảy nước to này hơi ồn nên là mọi người thông cảm cho mình. Nước vẫn trong nhờ. Nước trong ấy. Hôm nay thời tiết luôn đẹp. Vâng, mất rồi. Mình ở máy đâu anh? Sóc Sơn à? À. Sóc Sơn Hà Nội. Thế mình di chuyển sang đầu khu bên này nhé mọi người ạ. Wow. Nhiều rêu lắm. Đi vào đây chóng hết mặt luôn này, nước chảy chóng mặt. Wow, nước trong xanh luôn. Đấy, đoạn trên này thì cảm giác mạnh luôn mọi người ạ. Wow. Trơn mình vẫn sợ sợ cái độ trơn. Nếu mà mọi người nào mà chưa có thời gian về đây thì mọi người ghé qua đây tham quan cái thác ở đây, thác Tiên Nữ ở đây nhé mọi người nhé. Cái này là khu vực bên địa phận của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Đẹp lắm. Râm mát lắm. Ở khu này nó mát rồi. Ở trên này nó có nhiều cây cối này mọi người ạ. Nhiều cây cối nên là râm mát. Đã chụp ảnh đâu? Hôm nay nghe chừng một số đoàn vẫn là ngồi đang ăn uống nên là chưa thấy di chuyển về đây để tắm nên là nó hơi thưa một chút. Hết rồi. Đây có một số các bác đang ngồi ăn bên kia. Nên trên này nước chảy mạnh. Wow. Đấy, trên này là mạnh hơn này, chảy nước to hơn mọi người ạ. Mình đưa mọi người đi tham quan trên này nhá, trên đỉnh này. Đây, có bảng ghi cẩn thận trơn trượt ở đây. Ở đây nó có rêu mọi người ạ. Có rêu thì sợ trơn trượt ngã. Nước chảy mạnh lắm. Sướng thật, mát. Hôm nay là thời tiết quá là đẹp và phù hợp với mọi người đi đến trong
trải nghiệm tắm mát nghỉ dưỡng ở đây quá là lý tưởng, tuyệt vời. Trời lắm mọi người ạ. Đây. Toàn các chị em xinh đẹp thế này. Nay mình nghe chừng thấy là cũng là tương đối là đông ấy, nhưng mà mọi người vẫn chưa tắm không? Mọi người đến đây cũng đông ấy nhưng mà chưa tắm. Đây chảy rất là mạnh luôn mọi người ạ. Cực đẹp luôn. Đấy. À, phía bên trong kia mọi người thể nhìn thấy là mọi người ngồi ăn uống ở trong cái bụi kìa, trong bên cái tảng đá bên kia. Râm mát đấy. Vui thật. Có mạnh đó. Nước trong vắt luôn mọi người ạ. Nhìn này. Nhìn này thôi nhưng mà nước rất là trong mát nhé. Trôi không? Không trôi à? Phải cái đoạn mạnh mạnh kia nó mới trôi kìa. Cái đoạn kia nó cảm giác mạnh hơn. Đầu trên kìa. Phải nói là công nhận là nó chảy rất là đẹp. Trơn này. Ở đây lại có những cái tảng đá rất là hùng vĩ và đẹp ở đây. Mát lắm mọi người ạ. Mình dịch chuyển xuống tầng dưới này một chút này. Chào các cô nhé. Và dưới này đầu bên này thì nó không chảy mạnh mấy đâu. Mình di chuyển xuống bên dưới tí. Chào các cô nhé. Và ôi nước đẹp lắm mọi người. Nếu mọi người bắt đầu ăn uống xong thì bây giờ lên xe này tắm mát này. Mát lắm. Nước nó chảy theo từng bậc như thế này nó rất là đẹp. Bé sợ à? Bé nghe chừng đi hơi run lên trên này, hơi run sợ. Ở đầu trên thì nó mát hơn mọi người ạ. Bên dưới thì nó hơi nắng một chút. Trên này thì mát hơn. Chảy to này mà. Đấy. Đẹp chưa?
quá đẹp luôn. Đẹp dã man. Mình đi xuống dưới này. Đấy, nhìn cảnh bên dưới này mọi người đẹp hùng vĩ luôn phải không ạ? Ui, nhìn cảnh đẹp quá mọi người ạ. Phê thật. Đấy, mình di chuyển sang bên này ngắm các người đẹp bên này. Tuyệt vời luôn mọi người. Sang đây nhìn cái cảnh này, đẹp rực rỡ. Chỗ này là chảy mạnh nhất này mọi người ạ. Cái khu vực ở giữa này, khu vực giữa là chảy mạnh hơn. Quá, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, anh này vẫn di chuyển được lên. Tốt nhất là giỏi đấy. Ở đây tiếng nó, nước nó hơi mạnh nên là mong là mọi người thông cảm cho mình nhé. Bởi vì nước ở đây nó chảy rất là mạnh nên là cái tạo cái áp lực nó ồn nên là mọi người thông cảm cho mình. Đẹp thật. Quá là đẹp luôn, thời tiết quá là phù hợp. Thế mọi người nhìn thấy nó chảy rất là mạnh này, rất là đẹp luôn nhé. À, mấy em này thì ở khu vực Hà Nội này, lên trên này này. Đó, nắng đẹp này. Hơi ồn một chút nên là mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình nhé. Lên trên này đứng đây nó mới đẹp này chị ạ. Lên đoạn trên này này ông này để nước nó đập vào lưng ấy, nó mới đỡ mỏi lưng, kiểu như là massage ấy. Nước mạnh thật đấy. Đoạn ở giữa kia nó chảy đẹp lắm mọi người ạ. Đoạn ở giữa đây này. Mát quá nhỉ. Tắm đi. Hả? Sợ nước á? Hả?
cái đầu bên kia nó đẹp hơn rồi, râm hơn. Đầu bên này nắng. Trồng tầm này người ta cũng về một số rồi. Đời này không tắm này đấy. Hello. Em cảm ơn nhá. Em cảm ơn nhá. Tuyệt vời luôn mọi người ạ. Thời tiết quá là đẹp. Ủng hộ cho mọi người và cũng như là mình về khu vực này tham quan ở đây, trải nghiệm ở đây. Rất là tuyệt vời. Thú vị đấy. Thời tiết bây giờ bắt đầu mát rồi. Được mát rồi. Mát rồi, mát, mát mẻ rồi. Mát rồi, dễ chịu, nắng quá. Và mấy nữa xem ở trên kênh YouTube nhá. Và xem ở trên kênh Lục Ngạn quê tôi. Vâng. Mát đẹp đấy. Bên này mạnh quá không lắm đi sang. Sợ trôi. Mạnh này. Và hôm nào em phát ở trên kênh nhá chị nhá. Hôm nào em về em phát ở trên kênh YouTube ấy. Và theo dõi ở trên kênh YouTube Lục Ngạn quê tôi. Sang đầu bên kia bọn người vẫn sang được, mình thì không đi được. Thì sợ trơn rơi điện thoại không mọi người ạ. Đẹp lắm. Thời tiết bây giờ nó mát rồi mọi người ạ, mát đẹp luôn. Mình di chuyển sang đầu bên kia một chút. Khám phá ở đầu bên. Đẹp tuyệt vời. Mãi mình cũng đi được sang một lửa mọi người ạ. Cảm giác mạnh ấy. Mạnh ấy anh nhờ. Này đánh mạnh ấy nhờ. Mát không em? Xong rồi đoạn kia. Hả? Đẩy mạnh nhá. Chảy mạnh nó mới sướng nhá. Nào. Ôi đẹp này. Nào, nào nào. Nào nhìn lên em chụp nào.
1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ok. Đây có một số đoàn bây giờ mới đến, vừa mới ăn xong bây giờ mới vào đây mọi người ạ. Đẹp quá mọi người ạ. Đây nó có một cái bũng ở đây này. Mọi người xuống đây tắm nó mát này. Mình muốn trải nghiệm nước nó đánh sâu vào lưng thì như bác kia đấy, đứng ở kia. Như thế thì mát hơn. Nào. Cái vũng này mọi người mát lắm. Rất là mát đấy. Cái này có một cái vũng sâu đây. Về chỗ này tắm thì mọi người đảm bảo yên tâm không? Ngộp à? Ngộp bơi ấy. Ngộp bơi. Không trên được đâu. Ở đây nông ấy. Bắt đầu nát. Bắt đầu nặn nào. Bơi đi. Nông rồi. Không sâu đâu. Nông tuẹt đi. Được một đoạn. Nông á? Nông quá. Xuống đoạn này này. Đấy. Lấy cảnh như này. Đấy. Thả hồn đấy, nó mới đẹp chứ. Đẹp đấy. Đẹp đấy. Thế mọi người nhìn thấy là ở đây quá là phê phải không? Nhìn rất là phiêu lãng, đẹp. Phong cảnh rất là hữu tình. Quá là lý tưởng chỗ này. Bởi vì chụp ảnh này nó càng nắng thì càng đẹp hơn. Thời tiết bắt đầu lại nắng lên rồi mọi người ạ. Thế mọi người bây giờ mới ở trong cái khu vực kia ra nhiều rồi mọi người ạ. Ăn uống nghỉ dưỡng ở bên trong đấy bây giờ mới ra. Đông lắm, mỗi top mỗi đoàn về đây cũng khá là đông. Công nhận là cảnh đây quá là đẹp luôn. Đẹp thật. Tiếp xuống tắm đi.
Vâng, bây giờ mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc cái video hành trình kết thúc về Hà Giang và cũng là sang bên thác Tiên Nữ ở bên Bình Gia của Lạng Sơn đây. Mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video nhé mọi người nhé. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình tiếp theo. Xin chào.